Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new, welcome. Today, I would like to share to all of you how to make cheese sticks. This is one of my children's favorite snack and they requested it and I would just want to share with you guys tonight. Hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà là chi tổng bột chiên nha. Và cái món này là hai đứa con của mình cũng rất là thích luôn cho nên mình chia sẻ đến với cả nhà. Và để chuẩn bị cho cái món này thì các bạn phải có trứng ha. Hai quả trứng, 4 cây cheese, 1 cup. Nhưng mình dùng cái cup này mình đông này ha. One cái cup này để mà đông bột. Mà cái loại này là cái loại fine mix á. Rồi cái đây là cái panko crumbs. Right here, cũng là 1 cup nha. So family, today I would like to share this snacks dish to you guys. And this is to prepare for this one. You have to prepare 2 eggs, 4 sticks of cheese. And this is one, I use this cup right here to measure. You the frying mix, powder, flour, which is I showed you guys before. And for tempura, 1 cup and 1 cup of the panko crumbs right here. And I already do 4 ahead of time because I had to put in the freezer. So I just want to show you too right now. Let's do this. Here you go, family. I just break 2 eggs in here and I just try to mix them up. I just wash my hand too because earlier I tried to put the glove on when I make it and you know it sticks to the glove. It's not good. So hôm nay bây giờ mình bỏ hai cái trứng vào đây mình đánh nha cả nhà. Mình chỉ cái đánh cho nó nhuyễn vậy thôi ha. Lúc nãy mình mang găng tay vào mình làm 4 cái trước mà nó dính dữ quá. Cho bây giờ mình rửa tay sạch rồi ha. So mình tháo găng tay ra. So you break 2 eggs in here and put the cheese. Dip in here. Dip in here. Look at this. Các bạn cứ bỏ vào đây ha. Cứ xoay tròn như vậy cho cái trứng nó dính nha. And just let it run down in the excess and dip in the powder. Look at this one. Look, it's so good. I love this one. Look at this. Keep cold to this one. Thì các bạn nhúng vào trứng trước nha. Rồi bắt đầu bỏ vào cái bột mà fry mix á. Là cái bột này mình mua là ở tiệm đại hàng đó nha cả nhà. Một bịch thì nó lớn lắm, mình có thể dùng làm rất là nhiều cái luôn ha. And we'll put it back in here. Put in here. Mình bỏ qua lại ha. Put in here. Then I just transfer to over here. Pack really well. You know, this is just pack really hard to get it, you know, just like you glue to it. This is crumb is glued to the cheese stick. You know, so make sure you pack really well. Yeah, just like that. So you do one by one, depend how many you want to do. You know, my children, normally they like to eat 4 or 8. I make 8 because the cheese stick has the whole set. So kind of like come with the 10 or 12. This is the first one. What's it look like? Alright, so I just put it out right here for you to see. And moving on, next one, the cheese, dip in the egg. Depends how big you want, you know? And do someone in here, the powder, just go around and around. Go around and around. Roll it in it. Roll. There, see that? So các bạn thấy không? Mình cứ gọi đó ha. Mình muốn tùy theo, muốn to hay muốn nhỏ thì mình cứ tẩm bột rồi mình cứ đắp lên như vậy nha. Nó cái sắc rất là dày luôn. So, look at this one. Cứ tẩm như vậy ha. Cái đắp như vậy cho nó dày ra. Để theo cái ý của mình. If you want a bigger, so all you gotta do is just roll in the flour and dip back in the egg. And make a bigger size, you know. But my family, we just want the one regular size like I always do for them. So they enjoy that way. And the last one, do it back in here. And the last part is bring over, roll, pack. Just pack in here. Look at this family. This is the most part. Kids really enjoy it. And cả nhà biết không, khi nào về con gái, con trai gái và con trai mình mà đi tiệm đại hàng là họ làm ra ngồi nóng thổi là ngồi ăn là cô cậu thích lắm luôn á, you know? Nên mình nói mình về thì mình làm cho con mình ăn thử ra cả nhà. So just look at this one, you know? One big, then you got big one. Look at this one. Put right here and keep doing that until you finish. Let me finish this one.
family, after I prepare and dip in the egg and roll in the frying mix and the crumbs, and it's ready right now. I'm ready to bring to fry. But remember, after you done all this, put in the freezer for at least 30 to 45 minutes, you know? So I already made some earlier, so I already put in there for 45 minutes. So right now I'm going to start fry, and the rest of that I'm going to put in the freezer in a little bit, and I'm going to fry also. Okay, let's bring to the pot and fry this. Và cả nhà ơi, bây giờ là mình đã làm nhúng trứng rồi, tẩm bột xong xuôi rồi ha. Thì để mà chiên cho có cái độ giòn thì các bạn phải bỏ vào trong ngăn đá nha. Mình bỏ vào trong tủ đá có khoảng là từ 30 đến 45 phút. Thì cái này mình đã làm sẵn trước rồi, bốn cái này, cho nên giờ chị là đã ready rồi. Thì bây giờ mình sẽ chiên. Còn cái bốn cái kia thì mình phải bỏ vào nha cả nhà. Thì trong khi mà mình bỏ vào thì nó giữ được cái độ giòn rất là ngon nha. Thì đó cũng là một cái bí quyết mà các bạn chiên cái gì thì cần phải, khi mà mình chia sẻ thì đây là những cái mình đã làm đó, thì muốn chia sẻ cho các bạn làm cho nó đúng nha. Alright, let's do this now. And here go family, I put is quite a bit of oil in here because you fry something, so you have to put this really really more than usual when you fry, like fry this or tempura or anything fried, so I put a little bit more. So bây giờ mình bỏ dầu vào trong cái nồi nha cả nhà, bây giờ mình bỏ vào mình chiên nha. Okay, so I put in the medium heat. You know, don't put it too high heat and not too low. So mình bỏ là lửa là vừa thôi nha cả nhà. Và khi mình bỏ vào thì mình đừng có để gần nhau ha. So don't put it together, too close together. Just put a little bit, you know, just a little bit out, just a little bit. So I'm gonna fry this one. It looks so good, right? My children always like this one. So this is one of these favorite snack, and I'll do this one for a while. So thì đôi khi lâu lâu làm cho các con ăn cho vui thôi đó cả nhà. Chứ chiên thì dầu mỡ hơi nhiều đúng không? Nhưng mà lâu lâu thì có thể làm cho các con ăn cho biết cho vui vậy thôi. Chứ không thôi là đi chợ, đi nhà hàng, đại hàng thì các con vẫn thích cái order như vậy đó. You know, if you go to the Korean place and then food court, you know, they want to this one. So I say, oh, this is, I can do it for you guys to try. So make sure when you fry, you put in the medium, you know, don't put a high heat, you know, because look at this one. This, I put a medium, even though I put a medium, but still got the broken a little bit here, but it's okay. As long as the powder, the crumbs are cooked, then you can take it out, alright? Cheese stick is ready to serve. Look at this one, so yummy, right? And very hot, and my kids always love this one. So bây giờ là chi mà tẩm bột đã xong rồi đó cả nhà, nhìn hấp dẫn quá nha, ngồi đây cũng rất là thích luôn á. Bây giờ bắt đầu mình dùng nha. Hi everyone, I'm MV Win, family son. My sister and I requested cheese sticks, so here we are today. Xin chào cả nhà, hôm nay con ăn cheese stick. Let me try this. Thank you everybody for your love and support. Cảm ơn. Hi everyone, that earlier is my son. He just wanted to jump in the camera, just introduce himself to everyone. Lúc nãy là con trai của mình đó, chỉ muốn, tại vì nó thích cái món này cho nên nó muốn nói đôi lời cảm ơn đến cả nhà nha. Và bây giờ cả nhà xem này, đó, nhìn thấy hấp dẫn không? Cái chi mình chiên ra rồi đó. Look at this when I break it. And you should see the steam still coming out and looks so yummy, you know, look at this one. So you should try and make this one for your children, you know, they might like it so much. It doesn't take long to prepare at all. The only time to take a long time is to put in the freezer. You put in there from 30 to 45 minutes. That's the only time. Other than that, doesn't take long at all. All right, once again, thank you so much. And if you like this video, please give me a thumbs up and share. And as always, thank you. And I hope you all have a wonderful